năm không dính này dính năm không dính thêm con nữa rồi đó quá thì đó dính à ừ vẫn kìa nổi luôn chỗ này có lịch cạnh cạnh không rồi rồi anh ơi thương đâu ai anh đây dính không bự bự không bự cũng được kìa chạy ra chỗ anh dính con nữa luôn đầu ra. Đó. 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 Cơm. Cái nhà anh em ăn cơm mọi người đói dữ rồi canh bùn ngót canh bùn ngót với lịch xà mặn nè vô. Hello xin chào mọi người mới thân mình mọi người bữa nay mấy anh em tiếp tục đồng hành đi thục lịch nha mọi người đi gồm có anh Thương với anh Mến là nguyên tem luôn anh chào mọi người đi chào cả nhà rồi mời mọi người theo chân mấy anh em đi thục nha. Bữa nay là quyết kiếm bãi chừng vài ký lịch nữa đừng mấy anh em vô chế biến nữa. Cái chòi trắng trắng nằm dưới còn nữa nha mọi người. Chưa rõ nữa nha. Bữa nay là ngày thứ mấy rồi ta? Thứ 5 thứ 6 rồi hả? Rồi anh 5 gặp hang, anh 2 gặp hang nữa. Ta đi tiếp hang này bơm mới nè. Hai dính hả? Rồi con đầu tiên có nhớt rồi đó con đầu tiên bự cũng trọng luôn rồi được. Cái hang này rộng với lăng dặn với dặn lắm nè hang chỗ năm nè đạp chỗ này đạp anh xì dữ dặn không dính này dính được không dính thêm con nữa rồi đó quá thì đó bữa nay cho cái khúc này là chưa có thục về cái đoạn trên là chưa thục cái này giờ 2 năm mới có cơ hội lần trời bên này thì trong xanh đó mọi người nhưng mà gió một cái thì thôi luôn gió hù quay che hết cỡ vẫn nghe tiếng lồn bên đây lồn bên kia mấy anh này tranh thủ thục kiếm bậy chừng 2 ký ngoài nữa lên chòi chế biến tiếp tục luôn rồi hổng gà nằm ở đây là 4 bữa rồi hổng gà cũng chế biến nhiều món lịch chứ rồi anh thương chín thêm con nữa rồi chín một con này nó là con thứ tư thứ năm vậy năm phong đụng nữa vô dính nữa năm phong dính không năm phong nào ông kia đánh dính con nữa con nhỏ năm phong với anh ấy thường thục của bên đây em biết có dính hay không quá trời gió mọi người thông cảm mọi người quéo ba người tập trung thục luôn mà biết dính không dính cao quá đúng cái gì hàng chà bá lửa luôn mà biết dính thôi hàng cặp bên đó quậy banh chành bên đây luôn rồi ba người quậy banh chành luôn cái hàng chà bá lửa không thục không đụng lịch luôn ém đường nào mất tiêu rồi qua cái hang bên đây qua cái hang cặp bên từ giờ thục nãy giờ luôn cũng muốn banh hang luôn mà chưa đụng nữa mọi người thấy đâu phải dễ ăn đâu mọi người đó. Bắt một con lịch đó là chẳng ai luôn nhưng mà từ từ thục cũng dính à
chỉ nó không mà thì dính rồi. Theo tè lấy hộp lấy hộp tè lấy hộp me cho dính được nó xíu để được hai cốc nó không đụng được luôn rồi. Ô cũng được kìa, xuống tới cứng dữ vậy trời. Hai dính luôn, hai dính con đó là hai con rồi. Nó vô kìa, không chân vô để đi đâu nữa đâu. Mất đà, mất đà. Nó nằm dưới mọi người, đụng ra nó đi dữ lắm. Nằm trên rồi, bắt đầu nó nung không được. Bây giờ cũng khá rồi, cũng 5-7 con. Ừ. Không dịch, không có thế để dùi. Rồi phát hiện hàng mới. Ba mến nhìn hai thương. Cạnh nó coi đây. Tất cái này nó cứ cứng rồi. Cứng mà sình không sâu á, thành ra là nó không có to. Nó chỗ nào mà sình nó mềm mềm mà sình nó mềm nhưng mà nó ngang sâu một chút, nó ngang quyển. Là thọc con nào nó chập ba lửa. Ở trên này là thịt lật bằng ngón tay giữa ngón tay cái. Đó. Lại đó, lại lắm rồi đó. Động rồi đó, động mừng ơi, động rồi. Hai đó địch. Đúng rồi. Rồi. Thấy không? Okay, mọi người thấy mọi người thấy nó chung chưa? Chung lộn đâu đụng tay tôi đâu. Đường nào chạy khỏi nhưng mà cũng chạy à. Biết cái tay này kiểu mình nhiều buồn lắm rồi bể vừa bắt cái hang lạch xa này xong rồi ha, anh Năm mới phát hiện cái hang mới, anh hai loại tiếp chích chặt ngách tiếp. Hai với Năm thọc cái hang này, gặp cái hang mới thọc nãy giờ chưa đụng nó rồi mất luôn. Hai ý anh Năm nó mất luôn rồi, lạc hang. Thường thường á, ví dụ như mình theo tầm theo hang á là anh bắt dít, bắt hồi mất hang cho nó chảy ra ngoài không biết được đâu tìm, lấy tay chọt đại hên thì về đụng, không hên thì không đụng là nó sẽ con đó còn sống nhanh. Hai dính đây vậy hả? Anh Năm Phong đụng nó về. Chắc đụng rồi. Sọt đi hết trơn rồi. Nó lọn nó về, nó gọn nó chung dưới. Rồi, tình hình xong rồi. anh hai lại tiếp. Biết sao đây. Đất này cũng khó chung rồi mọi người. Anh hai rồi, dính này. hên quá. Xíu nó xảy rồi. Cỡ đó mọi người. Chặn như vậy mà nó còn lòn, nó chung bên kia. Tại nó nằm ở dưới, nó cong qua cong lại là nó bường đi. Có cái chỗ chịu. Anh Phong vừa dính con qua đó mà thọt đụng nó, dính. Rồi thêm một con nữa, hai con liên tiếp. Đó mọi người thấy chưa? Tới bắt dính li lịa chứ. Mà thương tự giờ và tiếp hay anh Phong chưa dính nào. Đụng ai anh đây? Dính không? Bự bự không? Bự cũng được kìa. Thấy là chỗ anh dính con nữa. Hai tay hai con luôn. Vậy đó, thấy vậy chứ nhanh có ký lô lắm. Người con là bắt hai ba đợt, kêu ba đợt được chín con rồi. Ba con. Đụng như vậy xíu như vậy. Đúng hả? Chạy thằng Lâm chơi. Ôi, dính. Bắt con lịch thì thở khì luôn rồi nè, bự rồi. Anh Hồng Phong nãy giờ anh đụng liên tiếp luôn rồi. Đụng bây giờ anh bắt 3-4 con liên tiếp luôn. Đó, bây giờ cũng khá. Mấy anh em bắt vòng là cũng được 1 ký mấy rồi. Bữa nay là cũng không có đánh đổi rồi mọi người. Gạo rồi vô rồi, vào luôn. Mấy anh em tập trung tem tới giờ là đúng 1 tháng rồi mọi người. Bữa nay nó là đúng 1 tháng rồi đó mà. Nhưng mà mấy anh em cũng nhờ cô chú anh chị thương tình vô xem ủng hộ. Từ lúc mà mới làm thì có được có vài trăm view, bây giờ lên cũng được cả 1000 view rồi. Trước mắt thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Nhờ vô ủng hộ anh em mà tập trung vô làm chứ bỏ không ra mọi người.
chưa có tiền bạc ra chứ, anh em bỏ công ra để làm thôi. Mong cô chú anh chị thương tình giúp đỡ. Mướn hết trơn, chưa có động nguồn lực luôn. Ăn bự không ba? Ông ba dính đây vậy? Số bấy chứ, số bấy nhưng mà không động, số quạng rất lỗ luôn. Dính qua đây. Nắm miết mà mệt thở cào cào. Bỏ tính bỏ đi rồi chọc lúc luôn lên. Bây giờ đạp lúc luôn. Bể hang hết đi. Đạp mà đạp trúng cái đầu nó mới lúc lên á. Dạ cha. Một hai con hả? Thôi là trời, hai con liền lạc luôn, còn con nữa hả? Mấy chết đâu chết trời trời. Lỗi đi trước á, mình quay thì thấy cái mặt mấy anh, nhưng mà đi trước hay bị đập hang mọi người, đập hang bể hang rồi khả năng bắt dính thấp lắm. Mình đi sau thì mình quay không được, mình quay đi trước á, vừa quay để vừa cho gió mọi người. Ngược gió mình che cho nó đựng hù, bây giờ quá trời hù luôn. Rồi năm đụng nơi dính. Đó, hên quá. À, cái hàng mất tiêu luôn, mà đạp hồi trúng con lịch rồi hốt dính luôn. Bên này là gạo nữa, vào luôn mấy anh em ơi. Cái hang bắt cảnh hết trơn, bắt dính. Đập bể hang này khả năng bắt dính nó ít lắm rồi. Thấp. Tại vì bể hang đâu có nung theo được, hai thương anh nhập cái hang đó. Tới chỗ này có lịch nha ông nội ơi. Dính không? Lịch cào bả luôn. Quá khứ con lịch. Cốc gửi đó. Mấy anh em bắt thường xuyên nói cốc gửi ba cốc, con nhỏ thì ít cốc, con bự thì nhiều cốc, người quen à. Dính. Hên quá luôn. Quá bự. Bự luôn thiệt luôn. Vậy là dính cho đó rồi đó. Cực khóc muốn trời. Sát bên luôn nè. Ở đâu cái hang này nó đâm qua chứ nhà không phải. Ba ông đứt ba gốc luôn rồi. Tới hoài. Bữa nay bể con bóng rồi. Không, nói chung là cái mẫu này phải là được nó nhiều không mọi người. Mà tại vì 2 năm trời anh hai mới xả ra là mới có cơ hội thục, chứ không phải lúc nào cũng có cơ hội thục đâu. Thục chắc cũng vài ngày đó. Đã làm mấy thục thật đập được. Đúng rồi. Bữa nay thục bữa. Bữa nay thục bữa chắc bỏ bữa hay bữa anh hai dính đi anh hai. Dính. Được không? Trời ơi, trời kìa. Rửa sạch cái, nè, lỗ này nè. Anh hai thương bắt con địch quá trời bự luôn. Bự nào hơn nãy giờ luôn rồi. Khúc này là khúc sình lầy với mọi người. Sình sâu khi nào là dính nhiều nấy. Mà sình sâu thì nó dễ bắt sảy lắm, tại vì mình nung hai tay lại rồi bắt đầu nó trẻ ra đất liền. Bữa nay dính con lịch bự nhất à, quá đã. Hello. Ba dính nữa. Này được nghe, nãy giờ dính liên tiếp luôn. Đây đi gặp cái hang này mình đạp banh nữa. Năm anh nãy mình đạp bị mất hang, năm anh kiếm biết gặp không đây. Bể hang luôn rồi. Anh lạc hang, năm lấy tay chọt mất hang ướt. Chừng qua Mến nè. Mà Mến anh tầm là cái hang mọi người. Anh kêu anh Năm lại tiếp ổng. Cái hang lịch lúc nào cũng năm bảy ngách hết chứ. Không phải một hai ngách đâu. Trận tiếp ngách thì trận nào mà hết ngách thì bắt dính. Đó, anh Năm nung qua. Nếu mà Mến anh nằm anh chờ. Dính hả? Ủa kìa. Nội luôn. Chỗ này con lịch cạnh không rồi. Mà Mến bắt quá trời con lịch bự. Bá lửa luôn, con này là trên 100 gram mọi người. Đó, cái này không mau có ký luôn. Trời bá lửa luôn. Hai ông chặn hồi lồi ra bò vô tay mà Minh. Thế nào? Bỏ ra, gì cả cái này bỏ ra. Ồ, kìa.
hai thảy lên nè. Rồi tưởng là dưới đáy đìa bự không, nhưng mà con này đâu sao nó sót nằm dưới đáy đìa nhỏ xíu. Anh hay thường bắt con dưới cặp máy đìa anh thảy lên nhỏ xíu, thường thường dưới đáy đìa là con lịch bự, không con này sao nhỏ. Đem đi rồi tới bà nghe rồi. Tới bà nghe rồi đầu thục quay 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 lại. Biếu ta theo không theo mệt quá là hết nổi, là hết nổi. Hàng nãy nè, nãy đâu con lẽ đi tới đây lớn, lẽ có lực lớn à. Em thục tới đầu bờ rồi, bắt đầu thục bờ về luôn nữa. Nãy giờ thục lâm găm tới bờ là chưa dính nào hết trơn. Không, không động rồi, sao nó chạy hay lắm không rồi, nằm dưới động nó lạnh 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 dưới dính rồi, nổi mì ra mình chết cuối cùng cũng dính. Mà kiếm luôn còn gì nữa ta ơi. Tục tục lực ta rồi ta dính ta thật khè mệt lắm rồi, nãy giờ cũng dữ rồi, cũng sức rồi đấy. Em đuối sức rồi, mau lắm, tục này mau lắm. Dạ. Em năm dính nữa, dùm năm. Ô, dính nữa. Mới dính còn bỏ vô dính nữa. Sụt thì xì tới đó luôn. Lập cho giò này. Nó kìa kìa kìa. Nó vô vậy. Đó. Này nè nè giờ. Để bỏ cái này xì chỗ này hang là nó tụi mày thấy là nó. Chẳng ngắt chẳng nó rồi, chỗ này lại quá. Nhưng mà có là có được bự nghe. Đập cái hang rồi. Đập cái hang ở trên cái giò bây giờ, để giò cái này luôn anh ha, anh ba anh thục cái lịch nó giò không. Còn thường thục là nó vô nữa. Dính luôn. Ô lại chỗ lượn nhây vừa chút giờ nay qua tới giờ kia rồi. Sao kêu bị khỏi rút công thủ nó lại nắng. Không dụng lại. Ô năm chín nữa, năm chín nữa. Giọt con ngựa chịu vừa quá rồi. Bự không? Đã coi. Ô kìa kìa, quá trời bự luôn. Hai con trà bá lửa, hai con cuối cùng. Chắc mình giọt trước con ngựa. Ồ, đang cảnh luôn. Quá trời chung ơi, đang thui rồi mọi người. Ồ, má nó còn thục ở dưới mình leo vào. Mình leo lên bờ mình chạy tới trời cái ông trời mưa tới luôn, ào luôn. Chạy nấp chung trời luôn rồi. Chạy nấp chung trời rồi mưa luôn. Quá. Chạy nó xỉu luôn. Rồi thành quả. Luôn đầu ra. Đó. Đó. Chảy. Vô đó mọi người. Bèo nhất cũng vô. Cũng 2 kg thôi. Rồi chờ lấy mấy con, chờ lấy mấy con. Anh mà mình ra là thường kéo tép mọi người, kéo kiếm bảy chừng mớ tép đặng nấu canh mùa ngót mọi người. Nhưng mà làm lịch chứ lịch chắc xào sao ớt quá. Tép hay sao đặng nấu canh bột ngót. Đây kéo vô đây. Quá trời lượng lưới này đủ luôn rồi.
quá luôn, nó xuống đây luôn ông nội ơi. Đây là cái địa cũ không? Cái anh hai xã đậm ở trên rồi nó hết đường đi, nó xuống như này đó, trắng giả luôn. Trời ơi, kìa kìa kìa, quá xa quá xa. Đóng tép tô hơn tô nữa, cái lô lột xiềng luôn rồi. Rửa sạch đi, rửa xình không nó sao xình dữ vậy ta, rửa sạch sạch luôn, đen thù lù luôn rồi. Mình thành ra rửa quá quá kiếm cái ăn không hết kiếm bậy nha, chừng chén hơn chén nha, mà cái này nó tô luôn rồi. Hết chưa, hết sạch chưa? Dễ cái măng lắm mọi người, ở ngoài ngoài ruộng là dễ lắm. Cái mẫu này có tép thôi chứ mẫu mấy mẫu kia cũng không có luôn. Cái này cũng mẫu mới có, cái này không phải có miếng hông nè, rồi chút vô nè, nè thành thành ra coi nó dở lên coi nó một bọc trắng giả luôn. Rồi bỏ vô. Ôi, dính trong con nhóc trên kìa, và bắt trong con kìa. Hơn tô luôn. Đấy cái tô gì, hai tô. Ồ, có coi cái chốt. Có coi cái chốt bự quá nè. Ờ, bắt luôn, bắt luôn. Đến đi. Quá xa quá cô. Rồi anh hai vô cơm. Cái đa số nó làm đồ ăn nhiều hơn, không có thấy nó... Anh hai vô cho gạo bắt lên, rồi anh Tô Mính thì lặt tét. Anh Nam Phong thì mặn lật. Rồi nằm với anh Tô Mính... Tuốt ngọt nó còn tép. Anh ai thương mấy đây khô rồi. Hạ lửa xuống nghêu, khét nghêu. Hạ giữ nó được, dọn ngọn lửa thấy hơi hơi là được rồi. Nhưng thôi lát nó khét, rồi lát còn phải xay nữa. Xay nồi cơm để tôi xay cho. Mưa vừa xong rồi, vô trời chế biến thức ăn rồi gió rồi nè. Gió nó hù. Không thể tưởng. Đây. Lịch xào xá ớt cắt khúc bỏ đây. Cái này với này là lát xé tép này xào lên mọi người. Xào lên với rửa lá bụng ngót cho sạch. Rồi nấu canh bụng ngót. Nhưng mà đổi xào tép có canh rồi đó. Gió này mà ai đó chừng. Áo lộng lên là thấy không quên ngót vô cá này nhiều quá, thấy cá nấu chắc đầy nồi canh luôn, ngót thôi là kẹo luôn. Cái lậu canh này mọi người. Có hay không? Đất bỏ ra ngoài anh hai. Rồi. Bắt bươi nó bươi là rồi. Ở chỗ đó có. Rồi tới giai đoạn xào lịch là cái giai đoạn cuối cùng. Canh chín rồi. Nó bỏ cả vô sao? Rồi, đi vô nửa con nữa thôi. Kéo lại nát cái đây này khô vậy. Rồi cho miếng xả vô. Con nữa thôi. Giờ là ớt quẩy quẩy màu đi. Có màu cây riêu. Rồi bỏ lịch cho xào lịch nữa. Nhớt dễ vậy sao? Máu máu không? Rồi bắt đầu xào, bay mùi rồi mọi người. Anh nào có lấy bành không? Chảo này hơn cái lịch sẽ ăn thôi, cho hết trời. Có bốn người ăn rồi. Nồi cơm mà thêm rồi, nồi canh. Rồi chín hết trơn rồi, bắt đầu chuẩn bị dọn ra mấy anh em ăn. Đây, canh, cơm. Rồi lạch thì bánh chín luôn. Canh này đổ ra, cái chân nên đổ nước ra ngoài. Cơm.
anh em ăn cơm mọi người, đói dữ rồi. Canh bùn ngót, canh bùn ngót với lịch xào mặn nè, vớ vô. Đây là canh bùn ngót với nãy kéo con lưới tép mọi người, mà cũng không hết luôn, lịch mà cũng không hết luôn. Canh bùn ngót này nó ngọt dữ lắm. Bỏ lại nè, bắt mấy con bự xào xá ớt thôi. Mà ổng không chịu uống rượu nữa, kêu người làm cốc thì giãn gân mà còn muốn từ chối. Thằng ngon quá không có. Mồi bén vậy đó. Nói lịch xào xả ớt nhậu cũng êm lắm chứ đâu phải chuyện bình thường đâu. Nó còn muốn chê. Chung mấy anh em lên đây là nếu mà ở trên này là suốt trên này luôn rồi mọi người. Chỉ có cánh đồng quang chứ đồ ăn là ok luôn. Không nhớ vợ không giữ rồi nè. Không cho về. Không về. Ở này là 5 ngày, bữa nay là ngày thứ 5 rồi. Có người không nhớ. Vợ đâu nhớ. Anh Nam Phong là ảnh không có vợ nha mọi người. Có chị nào mà năm nay Nam Phong nhiêu, năm 3 hả? 3. Có chị nào có khoảng 5-4 cũng được. Chứ gì vậy? Không, không sao, càng lớn hơn vậy. Không, lớn hơn có tuổi gì nhỉ? Lớn hơn. 5-4 hay 24? Anh 5. Trời ơi. 4 tuổi chừng nào mà nói chuyện mấy triệu không? 3-4 cũng được, 30 cho lên cũng được. Ừ, 30 cho lên. Tình yêu mà, biết sao nói. 2-3 vô. Anh em chung như trời ăn uống mà ông trời ông nổi giông gió lên. Hì 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 hì. Anh em mời mọi người dùng chung với mấy anh em nha. Rồi mấy anh em ăn nãy giờ bể nồi cơm luôn rồi. Để hôm nay nhiều cơm nè. Năm mới mà nuôi tôm cũng qua 2-3 năm đầu á. Năm đầu. Cá kẹo thiên nhiên đâu, không phải là nuôi như bây giờ đâu. Đúng thiên nhiên. Không biết ở đâu mà tới con nước một cái hả? Ở dưới sông này nè, đứng trên cầu dòm hả? Giờ nó đặt đầu làm đó, đặt đầu này hết trơn. Nó ở trong vuông á, là nó nổi cũng bích dịch hết trơn. Đúng rồi. Ở ngoài này đâu có đâu, mình đâu có đặt đâu. Lo xuống vuông không xong nữa. Cũng có số người ta rảnh á, ta đặt 2-3 cái nò vậy á, cái nò miệng á. Một đêm 40-50 kg. Trời. Ừ, đó, lắm. Cá, gan gan cá là khoảng 30-20 con ký chứ không phải là cá nhỏ không. Cá hồi đó nó bự dữ trời. Qua một con nước người đặt mấy trăm ký. Rồi nó rộng vô bụng. Ở trong vuông đó rộng bụng. Mình có chứ, có vuông mình lo trong vuông còn không hết đó, mình đâu có rảnh đâu cái xong. Mấy người ta rảnh đó đặt trời to hết biết luôn rồi. Không dòm thấy á. Tới chừng 3 ngày nghe không? Có nổi 3 ngày thôi là dòm muốn đứng dòm cái nó kích đầu hết. Lấy nước lại nổi nhận à. Mà mấy năm đó cá kèo dữ thì xuống sông nó cũng nổi đầu luôn. Không biết ở đâu vuông vuông nhảy ra là dưới sông nó xanh không biết mà tới nước nó nổi à. Cái đó là trong vuông mình ra không á. Chắc trong vuông phải nhảy ra. Chứ sao mà không có. Trong vuông thì thôi miếng nào cũng có đặt sạch chứ. Là không nhận mấy đó. Vuông lớn thì nhiều, vuông nhỏ thì ít thôi dốc luôn. Mà cá năm vậy bắt đầu đó nó cá đó ăn mới đã đó, cá thiên nhiên á. Thiên nhiên mà. Không cá thiên nhiên cho nên chứ không có ai nuôi con giống gì hết. Nó đi là nó làm sao ra là nó có trứng hay sao? Nó có trứng hay gì? Cái gan nó bự đó. Cái gan nó lớn rồi đi ra. Nó đâu không vô hang được. Ngộ vậy. Là nè tới đó là tới giai đoạn đó đang con nào cũng đi hết. Tìm đuổi mình đó mà. Đi ra biển. Vậy là từ mà tháng như là nó đẻ tháng 5 tháng 6 vậy. Tôi nói anh không biết. Nếu như nó đi rồi anh tiếc mà nó hơi thấy hơi nhỏ thả lại là cũng không còn con nào đi nó đi sạch luôn nói vậy đó. Thôi video cũng dài, mình xin tạm dừng tại đây mọi người thấy thích nhớ cho anh em xin một like, một đăng ký, một bình luận góp ý nha. Hẹn mọi người gặp lại clip sau, xin nói bye nha. Bye.